Bão chính trường vừa giành lò vừa giật ngai, Tô muốn biến tổng thành tù nhân. Từ trước đến nay, mỗi khi có làn sóng bắt bớ quan tham, người dân đều mặc định đấy là ông Tổng đốt lò. Bởi lâu nay, ông Tô Lâm chỉ như là một công cụ dưới trướng của ông Trọng, chỉ biết thực hiện công việc bắt bớ theo lệnh của ông Trọng. Có thể ví phe lò của ông Tổng như là một căn nhà trong đó có một cái lò đang cháy ngồn ngột. Ông Trần Cẩm Tú có vai trò phân loại giữa gỗ và củi. Chỉ có những thanh củi thì mới đến lượt Tô Lâm ra tay, vác cho vào lò. Cứ như thế, lò đã cháy được gần chục năm, đã đốt không biết bao nhiêu củi. Tô Lâm đang muốn làm chủ lò thay cho ông Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây, sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đang yếu dần, tuổi thọ của ông cũng dần cạn. Trong tay ông Trọng đang nắm giữ hai thứ quý giá, đó là ngai vàng và cái lò đang cháy. Lò là công cụ bảo vệ ngai vàng, lò là có chức năng đốt hết những kẻ khó bảo hay những kẻ có âm mưu tạo phản để bảo vệ ngôi báu cho ông. Nhờ có lò đốt sạch đối thủ mà ông Trọng mới có thể ngồi lại ngai vàng sang đến nhiệm kỳ thứ ba. Giả sử có ai đó giật được cái lò, đồng thời cũng chiếm được ngai vàng, thì chắc chắn người đó sẽ có sức mạnh chính trị không ai địch nổi, tương đương như ông Nguyễn Phú Trọng từng có. Ông Võ Văn Thưởng không bị ông Trần Cẩm Tú phân loại thành củi, nhưng lại bị Tô Lâm biến thành củi. Đây là điều vô cùng đau đớn trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bởi chính kẻ ra tay và lại là kẻ tay sai chuyên làm công việc vác củi cho vào lò, giờ đây lại đốn luôn cột nhà, quẳng vào lò. Mà chủ lò đành đứng nhìn, bất lực, không ngăn cản. Điều này cho thấy ông Tô Lâm đang muốn chiếm dụng luôn cái lò của Tổng Trọng. Chưa bao giờ ông Tô Lâm lại cho bắt nóng các quan chức ngay khi đang tại chức nhiều như bây giờ. Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, Đặng Văn Minh, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đều là những người bị bắt khi đang tại chức. Từ nay cho đến Đại hội 14, dự đoán sẽ còn rất nhiều trận bắt bớ bất ngờ như thế diễn ra. Khi lò thay đổi quy trình đốt củi, thì đấy cũng là dấu hiệu lò đang đổi chủ. Ngày nay, những người bị biến thành củi và bị quăng vào lò chưa chắc là ý của ông Trọng, mà có thể là ý của Tô Lâm. Ông Tô Lâm đang dần tiếm quyền của ông Trọng thông qua công việc đốt lò. Không những sức khỏe về thể chất mà sức khỏe chính trị của ông Trọng cũng đang yếu dần. Hiện nay vị trí Chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng để lại vẫn còn chưa có chủ. Nguyên nhân là các phe đang còn giành giật nhau. Nếu muốn ông Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước thì phải đi kèm điều kiện này, điều kiện kia. Tương tự, phe kia cũng đưa ra những điều kiện này, điều kiện kia, không bên nào chịu nhường bên nào, dẫn đến thương lượng bế tắc. Ông Tô Lâm đang tiến từng bước trên con đường đến chiếc ngai vàng của Tổng Trọng. Chiếm được lò là bước đầu tiên để giật được ngai vàng. Ông Tô Lâm đang muốn chiếm cả hai. Giả sử kết cục ngã giá mà nghiêng hết lợi thế về cho phe Tô Lâm, thì khi đó ông Trọng có khả năng sẽ mất cả lò lẫn ngai vào tay thuộc hạ, từng được ông tin tưởng, từng phục vụ ông hết mình. Khi đó ông Trọng chẳng khác nào cá nằm trên thớt đối với Tô Lâm. Khi đó, dù chưa hạ bệ được Tổng, thì Tô Lâm vẫn có thể biến Tổng thành tù nhân, có danh nhưng không còn thực quyền. Cuộc chiến cung đình cho Đại hội 14 chỉ mới ở bước khởi động mà đã gây ra rất nhiều xáo trộn. Tiếp theo sẽ có rất nhiều phim hay, bởi khi Tô Lâm đã vào vai người đốt lò, thì ông ta sẽ ra tay rất tàn bạo, bắt bớ không tuân theo quy trình nào, khiến hàng loạt quan chức phập phồng lo sợ. Từ đó có khả năng rất nhiều kẻ thù của Tô Lâm sẽ phải phản kháng và liên kết cùng nhau để chống lại. Tô Lâm đang gieo gió, có ngày sẽ gặt bão. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bão chính trường vừa giành lò vừa giật ngai, Tô muốn biến Tổng thành tù nhân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Con đường ăn cướp của quan, chấn lột dân giao cho BOT, BOT lại quả đậm cho lãnh đạo. Vào ngày 20 tháng 3, tờ báo Việt Nam Express cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chính phủ bố trí 10.650 tỷ đồng hỗ trợ 8 dự án BOT gặp khó khăn. Tiền ngân sách là tiền thuế của dân, như vậy, Bộ Giao thông Vận tải làm chính sách theo kiểu ăn cướp, lấy tiền của dân trao cho các nhà đầu tư BOT. Doanh nghiệp tư nhân làm ăn lãi lỗ phải tự chịu, tại sao lại có chuyện nhà nước bắt dân phải bù lỗ? Vậy thì khi các doanh nghiệp BOT làm ăn có lời, họ có chia tiền lời đó cho dân hay không? Mà khi họ chịu thua lỗ thì nhà nước lại bắt dân phải bù lỗ cho họ. Bộ Giao thông Vận tải ra chính sách chấn lột dân. Đây là cách làm chính sách cướp tiền của dân một cách trắng trợn. Tại sao Bộ Giao thông Vận tải lại dám trắng trợn đến như vậy? Điều này cho thấy Đảng Cộng sản đang ngày một loạn hơn. Giờ đây họ không cần giữ hình ảnh trước dân nữa mà mạnh ai nấy vơ vét thật nhiều. Họ đã không còn e ngại về sự phản ứng của người dân. Vì sao lại như thế? Tháng trước, luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết trên Facebook Phương Ngô, người từng nhiệt tình đấu tranh chống bốt bẩn, đã bị chính quyền Đảng Cộng sản phong sát và hiện nay cô bị buộc phải ẩn danh hoàn toàn trên mạng xã hội. Xem như những tiếng nói cuối cùng phản đối bốt bẩn không thể cất lên được. Xem như ý đồ diệt sạch tiếng nói phản đối của người dân đã thành công, và đó là một trong những lý do khiến Bộ Giao thông Vận tải không cần e dè gì nữa mà trắng trợn làm chính sách cướp tiền của dân giao cho bốt bẩn. Với những dự án bốt bẩn trước đây, họ trực tiếp lùa dân để mà chấn lột, nhưng đã bị phản đối quyết liệt. Nay họ nghĩ ra cách cao tay hơn, đó là thông qua chính sách của nhà nước để tước lấy tiền thuế của dân rồi giao cho bốt. Với một quốc hội của dân, dù một chính sách sai trái có chỉnh lên chính phủ, nhưng với vai trò giám sát, quốc hội có thể ngăn cản. Tuy nhiên, quốc hội Việt Nam có đến hơn 95% là đảng viên Đảng Cộng sản, trong đó không ít người đang hưởng lợi từ bốt. Trong vai trò đại biểu của dân, nhưng họ không hề là đại diện cho nguyện vọng của dân. Vì vậy, người dân không có cách nào khác để ngăn chặn được những chính sách chấn lột dân đến như thế. Thật ra, những doanh nghiệp đầu tư bốt hầu hết là doanh nghiệp sân sau của các quan chức cấp cao. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi quan chức làm ra chính sách cướp tiền của dân để trao cho các chủ bốt, rồi từ đó nhận hoa hồng lãi quả từ các chủ bốt. Mọi chính sách để cướp tiền của dân trong mọi lĩnh vực đều cùng một đích như thế. Ở các nước khác, quốc lộ là những con đường mà những nước phải xây dựng và người dân được sử dụng miễn phí. Chỉ có đường cao tốc với mục đích phục vụ cho nhu cầu đi lại nhanh chóng hơn thì mới đầu tư theo hình thức bốt có thu phí. Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhà nước tự xưng là của dân, do dân và vì dân, lại bán cả đường quốc lộ cho những doanh nghiệp sân sau, chặn dân để thu phí cầu đường bốt. Đấy là một hình thức chấn lột dân. Đã vậy, vì lòng tham không đáy, nhóm lợi ích giao thông còn làm chính sách móc tiền thế của dân để rót vào túi các chủ bốt với mục đích nhận lại tiền ăn chia. Thật chưa có chế độ nào dám cướp trên đầu dân táo tợn đến như thế. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã móc tiền của dân cho bốt hay đưa vào túi của mình đây là câu hỏi đang được đặt ra. Mỗi khi quan chức thực hiện chính sách ăn cướp mà người dân không phản ứng thì sau đó họ sẽ làm những chính sách táo tợn hơn, cướp cho nhiều hơn. Bởi hầu hết các quan chức của Đảng Cộng sản đều là những kẻ có lòng tham không đáy. Trên thượng tầng chỉ lo đấu đá quyết liệt, chẳng mang gì tới trách nhiệm với dân, với nước. Họ ngồi trên những chiếc ghế quyền lực chỉ để vơ vét cho bản thân, chứ không phải để thi thố tài năng phục vụ cho đất nước này. Cứ cướp, cứ chấn lột người dân, nhưng ngoài miệng lại lên giọng đạo lý, rồi tự xem là người có đạo lý, có trách nhiệm. Khi bị khui ra, thì người đó phải gánh đấy tai tiếng. Ai chưa bị khui thì đều là cán bộ gương mẫu, là lãnh đạo có năng lực. Đất nước toàn là người vĩ đại, lãnh đạo, người kiệt xuất, lãnh đạo. Nhưng dân thì lại khốn khổ, đất nước ngập trong đói nghèo. Chính vì vậy mà người dân mãi nghèo theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Con đường cướp, chấn lột dân giao cho bốt, bốt lại quả đậm cho lãnh đạo.
Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.